Ok, rồi xin chào các bạn. Thì đây là chiếc đồ họa của Colorful ha, dòng iGame. Đây là chiếc 1660 Super và đây là cái chiếc cạc cũng là 1660 Super, cũng là của Colorful luôn nhưng mà lại có một cái size nó nhỏ gọn hơn. Thì hiện tại là giá bán của hai phiên bản này lần lượt nó sẽ là 7 triệu cho phiên bản nhỏ hơn và to hơn nó sẽ là 7 triệu rưỡi. Thì trong cái clip này mình sẽ gọi là mình mở hộp cả hai cái phiên bản này ra để cho bạn xem thử coi là về cái thiết kế bên ngoài nó sẽ như thế nào, cũng như là mình sẽ tập trung vào cái con nhỏ này bởi vì cái giá của nó sẽ gọi là dễ tiếp cận hơn, cũng như là mình sẽ thử chơi game với lại cái cạc này để xem thử coi là khả năng nó sẽ như nào. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ha. Thì mình thấy là về cái hộp đựng á, thì phiên bản mà bự hơn giá 7,5 triệu á, thì mặt trước của nó sẽ là hình chứng minh rất là con ngầu ha, dạng in nổi như thế này và khá là to. Còn phiên bản mà nhỏ gọn hơn á, thì mình thấy mặt trước nó sẽ in chữ là Battle OS nè, và cả hai cái phiên bản này á, đều là 1660 Super. Thì những ai mà có một dạng PC mà nó nhỏ gọn á, thì mình sẽ lựa chọn cái phiên bản này. Rồi thì là mặt trước ha, còn mặt sau trên cả hai phiên bản á, thì thấy là hãng sẽ một số những cái thông tin liên quan về kỹ thuật cũng như là những cái công nghệ, như là riêng phiên bản to hơn á thì nó sẽ có luôn cả nền led RGB nè, và cái hai phiên bản này thì nó dùng những cái linh kiện cao cấp để mà giúp cho cạc nó sẽ có được một cái hiệu năng sẽ cao cũng như là tiết kiệm điện năng hơn, cũng như là cái hai cái phiên bản á thì nó sẽ có luôn cả là cái công cụ đi kèm, hay đó là tổng thể về cái hộp đựng. Rồi thì đây là cái thiết kế tổng thể trên cả hai cái phiên bản cạc đồ họa ha. Thì thấy là với phiên bản mà giá cao hơn á thì nó sẽ có được là trang bị tận thế là ba quạt, và mỗi quạt kích thước của nó sẽ là 90mm, bởi vì á là phiên bản mà mắc hơn này, giá to hơn này thì nó sẽ có được một nút bấm để mà ép xung cho cái hiệu năng sẽ cao hơn. Còn phiên bản mà nhỏ gọn hơn á thì nó sẽ chỉ có là hai quạt thôi, và cái quạt của nó cũng là kích thước là 90mm luôn. Và mình thấy là cái phần bên ngoài trên cả hai phiên bản này á thì nó sẽ có cái phần ốp bảo vệ á, bằng chất liệu bằng nhựa. Phiên bản nhỏ hơn thì nó sẽ có thiết kế là xe kẻ là đỏ và đen, còn phiên bản mà to hơn thì cái phần nhựa này á thì nó sẽ là những cái họa tiết như là dạng vân sần to bản cũng như là những cái vân phay xước dạng kim loại cũng khá đẹp mắt. Thì đó là về phần cái mặt trước. Còn về cổng kết nối, mình thấy là riêng cái phiên bản mà to hơn á thì nó sẽ có thêm là một cái nút bấm OC, tức là giúp cho cái cạc này nó sẽ tăng được cái mức xung để mà bạn thể là chơi game nó sẽ mạnh mẽ hơn. Còn phiên bản mà nhỏ hơn thì sẽ không có ha, cái thằng này mình thấy không, nó cũng không có, và nó có những cái đường vân ở đây để mà tản nhiệt cho cái cạc. Thì cái hai phiên bản này đều có là một cổng HDMI nè, một cổng display port và một cổng DVI. Còn thông số thì cả hai cái chiếc cạc này đều có cái mức xung đó là 1550 MHz ha, và cao nhất sẽ là 1785 MHz. Nhưng mà riêng phiên bản mà to hơn thì nó sẽ có một nút bấm ép xung đây, và nó cho phép bạn thể là tăng lên mức tối đa lên tới là 1830 MHz để bạn có thể là có được một cái hiệu năng nó sẽ cao hơn. Thì thấy là cái phần mà tản nhiệt, những cái lá tản nhiệt bên dưới á mình thấy rất là rõ ha, cho nên là nó sẽ giúp cho cái cạc này nó sẽ thông thoáng hơn và nó sẽ tản nhiệt hiệu quả hơn. Còn đây là cái phần cạnh trên cả hai cái phiên bản cạc đồ họa, thì thấy là cái cạc mà to hơn á thì phía trên này sẽ có là một cái khu vực iGame, đây nó sẽ có đèn led RGB và sẽ thêm là một cái cổng cấp nguồn là 8 pin. Còn phiên bản mà nhỏ hơn thì sẽ không có ha, nó chỉ có đơn giản là một cái cổng nguồn cấp 8 pin mà thôi. Rồi thì mình đã gắn cái chiếc cạc GTX 1660 Super mới của Colorful rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ show cái spec của cái dạng PC mà mình sẽ test cho bạn xem ngày hôm nay trong clip này. Thì hiện tại là mình đang chạy là con chip Intel Core i5-9004F và nó sẽ có RAM 16GB. Tất nhiên rồi, cạc sẽ là cạc của Colorful Battle OS GTX 1660 Super. Thì cái game đầu tiên mình sẽ test cho bạn xem đó là cái game PUBG, rất là quen thuộc ha. Mình sẽ mở một setting ở đây, mình cho bạn xem về cái thiết lập của hình game. Thì mình sẽ chọn mức đó là Full HD, và hiện tại mình sẽ chỉnh đến mức là Ultra toàn bộ, tức là cái mức cao nhất, cũng như là mình đã tắt cái vi sinh này ha. Và mình cũng xài một cái tool để mình cho bạn xem coi là về cái nhiệt độ của cái GPU cũng như là về cái mức của mình khi mình chơi game nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài, bây giờ mình sẽ vào Start. Ok, mình đã vào game, thì bây giờ mình sẽ thử nhảy xuống một cái khu vực nào đó mà cho nó chết lẹ ha. Thì cái clip này nó sẽ hơi dài một chút xíu bởi vì mình sẽ test game hơi lâu một chút để cho bạn xem kỹ hơn về cái hiệu năng mà của cái cạc GTX 1660 Super của Colorful nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây đi ha. Đó, rồi. Rồi mình cho bạn xem lại về cái spec nè, setting. Đây ha bạn ha, mình đang ở mức Ultra nè, toàn bộ là cao nhất luôn. Rồi tiếp tục phi. Đó thì mình thấy là hiện tại là cái mức của mình trung bình của cái chiếc cạc mà GTX 1660 Super nó mang lại á thì nó sẽ khoảng là đang nhảy là mức là 80fps. Rồi nhảy xuống đây, không biết nó kịp hay không đây. Rồi bung dù, chết cha, có lần xuống trước mình rồi. Chết rồi, dễ lại. Dễ lại. Xuống đây. Đấy, xuống đây. Ok. Rồi.
Do là cái PC này nó không có cái phần mình không có nói là ngoài ha, còn thông cảm mà các bạn mình nói đi. Rồi. Đấy. Thì rõ ràng là cái hiệu năng của chiếc cạc ngoài GTX 1660 Super này á, thì nó vẫn cho các bạn chơi tốt game PUBG ở mức là Ultra là mức cao nhất. Rồi tiếp tục. Đây. Rồi tiếp tục. Ê, cái gì đây? DVD được cái gì đây? Rồi. Rồi. Hiện tại là cái của mình của nó đang nhảy là 76 FPS. Tiếp tục. Mình thử lên xe mình chạy rồi. Đó. Thử xem. Trời ơi. Trên là 60 FPS các bạn ha. Chơi rất là ổn luôn. Bị khựng nữa. Chưa lặng lách nè. Đây lặng lách. Phi. Dạ. Bưng gọi xong. Dạ bắn quanh xe đi chơi. Bắn y in. Rồi, như vậy là mình đã test xong cái game đầu tiên ha, đó là game PUBG ở mức là Ultra là mức cao nhất. Rồi và cái game thứ hai mình sẽ test cho bạn xem đó là cái game Apex Legends. Thì giờ mình sẽ vào cái mục setting cho bạn xem về cái thiết lập thông số ha. Thì mình chỉnh vẫn là độ phân giải là Full HD cũng như là toàn bộ những cái thiết lập á, thì mình chỉnh mức là high hết, là mức cao. Bây giờ mình sẽ vào game. Rồi ok, mình đã vào game và mình là cái người nhảy chính. Bây giờ mình sẽ nhảy đâu đây? Mình sẽ nhảy đâu đây? Nhảy đại đi ha bạn ha, nhảy đại đi. Nhảy xuống đây. Rồi, ok. Các đồng đội theo mình. Xuống đây. Ôi, anh kia có cái skin đẹp phết. Lượng, nhìn ngầu vãi. Đây. Rồi. Tiếc là mình không có kết nối được cái lo để mình cho bạn nghe được cái âm thanh, nhưng mà không cảm ha. Rồi. Đồ. Đồ gì lụm không? Có súng gì lụm không? Mình thì mình chỉ là test về cái hiệu năng của cái chiếc cạc thôi nha bạn ha. Chứ thực ra thì mình chơi game gà lắm, nên là các bạn mà có chơi, có xem mà có thấy mình chơi gà thì cũng đừng có chửi mình tội nghiệp. Rồi. Mình thấy là hiện tại là cái mức khung hình khi mình chơi ở cái mức game là 2 á, thì nó vẫn là trên 60 FPS, chơi vẫn là ngon lành. Rồi tiếp tục đi kiếm người bắn đây, mà giờ chưa thấy ai hết. Có ai cho tôi bắn không vậy? Có ai cho tôi bắn không? Sao không ai cho tôi bắn hết vậy? Cái này gì đây? Kiếm đối phương bắn coi. Wow, cái này đẹp quá. Rồi ok, như vậy mình đã là con người
Chúc mày, tao bắn tao, mày bắn tao rồi, tính nhắc rồi. Như vậy mình đã là trên tay cho bạn xem cả hai cái phiên bản cờ đồ họa là một số mùa super mới của Colorful. Thì nói riêng với phiên bản mà nhỏ gọn hơn thì mình thấy là với giá bán là khoảng 7 triệu. Những ai mà đang cần xây dựng một cái dạng PC nó nhỏ gọn và không muốn tốn quá nhiều tiền đầu tư cho cái việc là mình sắm một cái đồ họa để mình thể chơi game á, thì mình nghĩ đây vẫn là một cái sự lựa chọn khá là đáng để bạn cân nhắc ha. Bởi vì nó là có một cái hiệu năng tốt đủ để bạn thấy là mình chơi những cái game hiện nay như game PUBG nè hay là Apex Legends ở mức thiết lập nó là cao nhất và vẫn khá là ổn định. Ngoài ra thì cái giá thành của cả hai cái cạc này thì nó cũng không có quá cao, cho nên là bạn vẫn có thể là mua về để mình đáp ứng cho nhu cầu chơi game lẫn làm việc. Thì với mà phiên bản mà to hơn á, thì nó sẽ có giá bán là 7,5 triệu, còn phiên bản mà nhỏ gọn hơn á, nó sẽ là khoảng 7 triệu. Rồi, thì bạn nghĩ sao về cả hai cái phiên bản 1660 mới này của Colorful? Thì bạn có việc comment bên dưới video bạn ha. Mình sẽ có thêm là một cái bản chi tiết để bên dưới cái phần mô tả để cho bạn xem kỹ hơn trong sắp tới. Rồi, chào các bạn.